rồi quá nghi vấn rồi đây. Có được vô thì nó quay thành quá thành chứ các bạn xem vậy. Ok đi thôi. Này. Chơi khó làm khó với nhau không trời. Làm khó rồi ôi. Lưng bèo ơi, nó ra kìa lưng bèo. Giữ cái lưng bèo. Ngực đó. Bắn đi. Lưng tưng dữ vậy. Trời ơi, trúng cây nữa. Trời ơi. Ê, ê. Trúng cây hoài trời. Vậy cái gớ cái không trúng cây đi. Gớ gỗ bạn. Lại lại nữa. Vậy trời. Bay lên trước rồi lưng. Bay lên trước rồi. Ừ, quá. Còn không? Bắn cua đất thì chắc hết đạn luôn quá. Chết. Trời ơi. Đó đâu? Chọc mé. Hết đổ lông nữa kìa. Trời ơi, đặng hai con cái lưng. Chí điển kìa. Thôi à. Nghe thở đi. Muốn hóc cái trời trời. Đầu ở trên đây khó như vậy. Trời, rớt xuống. Rớt. Hèn quá. Đèn còn nữa mày. Sát bên anh cần trời mưa bắn gì á. Đừng bắn nữa, đang ngon nữa. Đó. Đây nè.
Vậy trời. Được. Được. Dạ. Cái đường vô lụm các bạn. Cao dữ ha. Con mèo nó con nhí các bạn ơi. Xe lưng bèo. Rớt không? Rớt. Rớt. Rồi. Rồi. Đi đâu vậy? Rớt lên sao đó luôn rồi. Sao lắm? Thì có ai cho đi sao đó lụm được không anh? Vô mình lụm các bạn ơi. Nó thành vết rồi lưng. Cái này. Con này đem cho. Tụi xíu trái lại đâu rồi, cứ bắn con đâu rồi chị nằm rồi. Đã làm được rồi ba cũng con luôn trời. Thôi đi mày. Cái này mình hồi lậu nhìn vô thấy được cái con cu xanh nhé mày. Mày đất là bắn trời thông đích luôn đi anh, đi xong tới tôi. Thấy không ta? Sạc chú nhảy lên kênh nè. Sạc đẩy vô. Điểm cũ đó các bạn, quán cà phê, quán trà sữa 1990. Thì mấy anh em mình tới đây rồi được bọc rồi, bọc thì cũng khá khá. Thì giờ mấy anh em mình nướng nhổ lông rồi nướng đây, mấy anh em mình ăn đây luôn các bạn. Lợi lưng bèo tới đây, lưng bèo đang chơi sao? Rồi xíu nữa nướng chín gì rồi nó đẹp sờ luôn, quay cho anh em các bạn xem cho ghiền chơi nha. Giờ mấy anh em mình ra làm sao đó, mấy anh em mình nhổ lông các bạn. Cái này thì lông đi hái rau các bạn. Hái rau quế. Quế vô cho mấy anh em mình xíu nó ăn nướng nha các bạn. Hái cũng độn trộn vô. Quế này của anh chủ quán đồng các bạn. Rất là tốt bụng. Anh làm cho anh em tụi mình cái lò nướng luôn các bạn. Anh em nào có việc ghé đi chơi, uống nước giao lưu ủng hộ anh các bạn. Trồng rất là nhiều cây luôn.
tôi giúp cá đâu nè, ớt nữa, em đi thuê ớt vô, anh em có ai ăn được cứ ăn. Dòng qua đây để mấy trái chanh, hồi chanh chín rụng quá chừng là làm muối các bạn, muối mình bây giờ bỏ chanh vắt nặng chanh vô nó mới thơm, quá là trái luôn, đúng là trồng cây chanh đáng đồng tiền. Có mấy anh em đang khò thui mấy con chim sớm, nên cái này mình bắn lông liền bắn cường các bạn. Lòng gà lòng hái gà tiếp nha các bạn. Một thời gian, khoảng thời gian này khá là lâu các bạn. Mấy anh em có mua đi một số tôm nữa, rồi mấy anh em mình nướng chín nữa các bạn ơi. Rồi mấy anh em mình cho xé ăn được. Chim cũng là tay không? Ừ. Gần chủ quán nè các bạn. Chị Mâm, tên là không? Đâu móc vô hát nè. Nhìn mấy anh em mình ăn. Đàn móc vô. Đã tối rồi các bạn. Đợi nó giờ cũng lâu. Thầy đang mình mua thêm số tôm nữa. Chơi vậy chứ đâu có thầy hả? Ừ, thầy đang kìa. Cơm nhậu với đó đó. Lưu bè ăn tôm hay lưu bè? Vậy đang vậy đó. Mình đi bắn chim mà mình ăn tôm. Vậy đang với ta mình hát chơi hả? Ờ, thầy ăn mà giỏ luôn. Giờ bữa nay mình ăn các bạn ơi. Thằng kia thì ăn xong rồi, bữa nay muốn nước xíu rồi nó về ngọn anh em mình về. Ăn cái đạn cho giỏ, nào có giỏ. Ok, chờ nó biển đi mấy anh em của anh nhiều lấy giúp xong nha. Một phá bao nhiêu?